Hello, hello. Trong video ngày hôm nay thì sẽ review cho mọi người dòng phấn Bute Oil Control Powder. Sở dĩ sẽ chọn em này bởi vì khí hậu nóng, các bạn hỏi sẽ review về các dòng phấn kiềm dầu rất là nhiều. Mà Bute thì lại đến từ Thái Lan, nơi có khí hậu nóng và ô nhiễm rất là giống Việt Nam. Đây cũng là sản phẩm được rất rất nhiều beauty blogger nổi tiếng của Thái review, vì vốn dĩ thuộc công ty mẹ Đoan Siri Neo Co Cosmetics, vô cùng quen thuộc với người dân Thái vì đã có hơn 60 năm thành lập. Giá thành của phấn rất 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 rẻ bởi vì có 150.000 cho một em nhập khẩu chính hãng bởi công ty dược phẩm không già mà thôi. Sao không đánh giá cao bao bì và cái mút phấn của em phấn Bute này? Phấn Bute thì gồm 3 tông. Để mọi người có cái nhìn cận cảnh hơn thì Sao sẽ swatch cả 3 tông phấn ra tay. Bản thành phần của sản phẩm thì nhìn chung không có gì quá nổi bật. Tuy nhiên nếu da bạn kiêng kỵ mineral oil, dầu khoáng thì bạn có thể ngừng tìm hiểu sản phẩm này rồi. Còn không thì bạn cứ tung tăng đi, vì mineral oil không hề xấu như bạn nghĩ đâu. Chắc chắn luôn, vì chỉ cần search mineral oil trên Google thôi là hàng tá bài viết minh oan cho thành phần này đang đợi được bạn khám phá đó. Ấn tượng đầu tiên khi Sao mở hộp phấn ra là mùi phấn tỏa ra rất rõ. Đây là mùi phấn rất quen thuộc và dễ ngửi. Phấn phụ dạng nén, chắc đặc và dung tích khá nhiều, sẽ dùng được rất rất lâu. Dù không thích chất mút lắm thì Sao phải công nhận là em mút cực kỳ hợp với chất phấn này. Mút lấy phấn rất tốt và khi tán lên da cho một lớp phấn đều mịn màu. Ngược lại khi Sao dùng cọ phủ thì được một lớp phấn mỏng trong suốt vô hình. Lớp phấn này giúp da lì lại, giảm thiểu độ bóng từ các lớp dưỡng và phấn nước Sao đã dùng trước đó. Đánh giá chung khi dùng cả hai dụng cụ thì Sao đều có được lớp nền lì, mịn đẹp tự nhiên, phấn không bị cộm hay tạo lớp khe khi, phấn mỏng nhẹ, dễ chịu. Lớp phấn giúp nền bám lâu hơn 2-3 tiếng so với bình thường, độ kiệm dầu tốt, không bị bóng nhờn sau khi ra ngoài, đặc biệt vùng chữ T không tiết dầu nhiều, cuối ngày bã nhờn xuất hiện ít hơn rất nhiều so với khi là Sa không dùng phấn. Sao sẽ làm một thí nghiệm nhỏ thông minh để test độ kiềm dầu của em phấn này. Sao nhỏ 2 drop dầu Rohips Oil xoa đều trên tay, tượng trưng cho làn da dầu bóng. Sao sử dụng phấn Bute phủ lên bề mặt này, sau đó test với giấy thấm dầu. So sánh hai tờ giấy thấm dầu khi dùng và không dùng Bute, Sao nhận thấy là sau khi sử dụng sản phẩm này thì lớp dầu bóng trên tay đã mịn lì lại, không bị bóng nhảy. Kết quả test với giấy thấm dầu cũng chứng minh rõ ràng độ kiềm dầu của em phấn Bute rất là khủng. Để test độ che phủ, sẽ dùng eyeliner kẻ lên tay, sau đó phủ phấn Bute. Rõ ràng là những sản phẩm phấn phủ thì không đem lại hiệu quả che phủ cao. Tuy nhiên là nhờ thí nghiệm này mà Sa mới phát hiện ra phấn nâng tông da và bao bọc lớp make up rất rất tốt đó. Sa sẽ giới thiệu cho mọi người thêm vài tips đa năng mà mọi người có thể dùng với phấn phủ. Đầu tiên là Sa sẽ dùng phấn phủ tông tối để tạo khối. Tông phấn không quá đậm giúp ánh nhìn tự nhiên, không quá tối như những phấn tạo khối chuyên nghiệp của Tây và Hàn. Lớp contour này dễ dàng tán bằng tay và dễ học hỏi cho những bạn mới tập quen với tạo khối thôi. Chỉ cần tích tắc vài thao tác là Sa đã có chiếc mũi thon gọn và thanh thoát hơn lúc đầu rồi. Mùa hè là mùa dễ tiết mồ hôi nên tóc cũng dễ bết dính, bóng dầu nhất. Trong những trường hợp cấp bách thì chỉ cần phấn phủ để biến hóa ngay làm dầu gội khô. Các hạt phấn với khả năng hút dầu nhờn sẽ giúp tóc tơi mềm, sạch sẽ. Chị em nên chọn phấn phủ có tông tối ở bí quyết này. Điểm sáng ở phấn tông tối là sẽ giúp màu tóc tự nhiên hơn, không bị lộ hạt phấn như những tông phấn sáng. Tuy là cái bao bì chưa được đẹp, chưa để lại ấn tượng, nhưng mà cái chất phấn của em Bute này dùng rất là mỏng mịn, tạo được lớp nền đẹp, độ kiềm dầu tốt và khả năng giúp lớp nền bám cao hơn bình thường rất là nhiều. Giá thành của sản phẩm này thì rất là rẻ, thích hợp cho các bạn học sinh sinh viên nữa. Vì nó sản xuất ở Thái Lan cho nên nó rất là phù hợp với khí hậu và làn da của người Việt Nam luôn. Em này thì mọi người có thể sử dụng được nhiều chức năng khác nhau nữa, nên đánh giá chung thì Sao nghĩ em này vẫn rất là đáng để sở hữu, để sử dụng trong mùa hè này. Sa sẽ truyền link ở description box để mọi người tìm hiểu kỹ hơn hay là muốn mua sản phẩm này. Video review của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Đừng quên nhấn like và subscribe channel của Beauty Nhaway nha. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye, bye bye.